Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụng ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú, chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả nửa đêm có tiếng la lên chú rể kia rồi ra đón đi bây giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn các cô dại nói với các cô khôn rằng xin các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em sắp tắt rồi các cô khôn đáp sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy chinh nữ kia cũng đến và gọi thưa ngài thưa ngài mở cửa cho chúng tôi với nhưng người đáp tôi bảo thật các cô tôi không biết các cô là ai cả vậy anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào giờ nào đó là lời chúa thưa quý ông bà và anh chị em thân mến lời chúa hôm nay cho chúng ta thấy hai cái khía cạnh của con người mà hôm nay chúng ta đang sống thể hiện ra qua con người của chúng ta đó là sự khôn ngoan hay là dại khờ khôn ngoan là gì và dại khờ là gì khôn ngoan là biết chu toàn bổn phận trách nhiệm, khôn ngoan là biết chọn chúa trong vô vàn những cái đang xảy ra trong cuộc sống, khôn ngoan là biết chuẩn bị thế nào cho đúng và phù hợp với hoàn cảnh của cuộc đời. Còn dại khờ là gì? Dại khờ là dửng dưng không biết để chuẩn bị và dại khờ nghĩa là không biết để biện phân cái nào đúng cái nào sai để chọn những gì thuộc về Chúa hay thuộc về thế gian. Vì thế mà hôm nay tin mừng kể lại có 10 cô trinh nữ, trong đó có 5 cô khôn mang đèn, mang dầu để chuẩn bị đồng với chàng rể vào tiệc cưới. Và nửa đêm khi chàng rể tới, họ bừng dậy, thắp đèn, cầm đèn và đầy dầu để cùng chàng rể vào dự tiệc cưới. Sự khôn ngoan của những người này là biết cầm ở nơi mình cây đèn của cuộc đời mà cây đèn đó đầy dầu và được thắp sáng bằng lửa của niềm tin, của lòng mến. Còn dại khờ của năm cô là có đèn đó nhưng không có dầu. Nghĩa là thiếu đi một cái sự chuẩn bị cần thiết khi còn sống ở trần gian này. Nên khi chàng rể đến Họ cùng thức dậy đó Nhưng đèn của họ lạnh nguội Và thiếu lửa của niềm tin Lửa của lòng mến Do vậy bản lúc này không thể vay Hay là mượn của người khác Để cùng với chàng rể vào dự tiệc cưới Chúa như đang nhắc với chúng ta Khi còn sống ở trần gian này Là nơi để chúng ta Châm lửa Châm dầu vào cây đèn cuộc đời của chúng ta Chúng ta là những người Trinh nữ được mời gọi để cùng chàng rể vào dự tiệc cưới. Chúng ta được mời gọi để cầm sẵn ở trên tay chúng ta cây đèn cuộc đời của mình. Và Chúa cho chúng ta cái cơ hội để chuẩn bị giàu bằng cách sống cuộc đời hiện tại này. Với lòng mến, với tình yêu, với sự sẻ chia bác ái và với một sự tin tưởng vào Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn trong sáng để rồi cây đèn của chúng ta đầy áp dầu của lòng mến. Khi chàng rể đến, ta thắp cây đèn đó để cùng chàng rể vào dự tiệc cưới. Xin Chúa cho chúng ta luôn khôn ngoan để biết chuẩn bị và biết tận dụng thời gian này để chuẩn bị những gì cần thiết cho cây đèn cuộc đời của chúng ta. Để rồi mai sau, cùng với chàng rể, chúng ta vào dự tiệc cưới nước trời. AMEN